nhà thì nó hiện ra đó quý cô chú anh chị. Thì gồm sẽ làm một cái vùng phép phong ấn nhốt nó đây nha cả nhà. Ây da. Ây, thì bây giờ vậy. Tôi đã phong ấn ông ở ở khu vực này. Thì ông cứ ở đây vài vài hôm đi ha. Hả gì? Vài hôm nữa đi. Tôi nhốt ông ở đây vài bữa đi, rồi ông hiền lành lại thì tôi mới thả ông. Đừng hăm dọa tôi nữa ha. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ nhốt ông ở đây. Nhưng mà trước tiên á, trước tiên tôi sẽ hút hết linh lực của ông mới được chứ, để ông hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rờm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ạ, thì ở lần trước đó thì Nguyên Rờm cũng đã lập một cái trận pháp và cũng đã bắt giữ được cái vong của cái quỷ mặt đỏ này rồi cả nhà. Nhưng mà bất ngờ có một cái vong quỷ khác xuất hiện và đánh lén Nguyên Rờm. Thì lúc đó Nguyên Rờm trở tay không kịp và Nguyên Rờm bị bất tỉnh cả nhà. Thì trong cái lúc mà mình bị bất tỉnh đó, thì cái vong quỷ đỏ này nó lại phá cái phong ấn và nó dọn. Cũng vì mình sơ xuất, mình nghĩ chỉ có một cái vong quỷ đó thôi, nhưng mà không ngờ nó lại xuất hiện thêm một cái vong khác nữa đó. Thì hôm nay mình lại tiếp tục trở lại khu vực này và tìm hiểu xem cái vong khác đó từ nơi đâu đến đây và có quan hệ thế nào với lại cái quỷ mặt đỏ để mà xuất hiện mà tương cứu quỷ mặt đỏ. Thì mình cũng đã đến đây rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa thấy cái vong đó bao giờ. Hôm nay lại bất ngờ xuất hiện và đánh lén Nguyên Rờm để cứu cái vong kia. Thật sự thì mình không biết là cái nơi đây là bao nhiêu vong. Vì khi đó mình nhốt được cái quỷ cái vong quỷ mặt đỏ rồi, mình nghĩ là đường nào đâu chạy, trong khi đó là mình ngồi trực tiếp ở đó nữa đó. Nhưng mà mình khi đó mình không có đề phòng, mình nghĩ là nó đã bị nhốt rồi cho nên mình cứ ung dung và nói chuyện với nó, không ngờ lại cái vong khác xuất hiện. Thật sự thì hôm nay mình quay trở lại khu vực này thì chắc có lẽ là quý cô chú anh chị cũng đã biết, thì thường thường những cái vong linh quỷ chúng ta đã bắt được nó một lần thì mà nó xảy rồi thì lần sau chắc khó lắm. Nhưng mà dù sao thì Nguyên Rờm cũng cố gắng cả nhà, thì mình cũng cố gắng để mình có thể bắt giữ nó. Chứ bây giờ mà có thêm một cái vong khác nữa thì khó khăn cho Nguyên Rờm thật sự luôn. Đã có một một cái một vong thôi là mình cũng đã đủ mệt rồi, không ngờ lại thêm một vong nữa quý cô chú anh chị. Đó thì hiện giờ thì Nguyên Rờm cũng đang cố gắng thôi chứ sao giờ. Thì hôm nay mình cũng đã hỏi ý của thầy mình rồi, thì thầy mình cũng có cho mình một cái trận pháp để có thể mình bắt giữ nó. Ok, thì bây giờ thì Nguyên Rờm xin mời quý bà cô chú anh chị mình tiến vào. Ok cả nhà, thì Nguyên Rờm mà sớm giờ thì Nguyên Rờm chào, Nguyên Rờm cũng đã đứng ở cái khu vực này. Thì không biết là hôm nay như thế nào, thì mình trước tiên mình cũng đi một vòng để coi có gặp nó nữa hay không. Thì mình nghĩ thì chắc có lẽ là khó gặp nó rồi, tại vì lần trước mình đã bày cái trận mình bắt nó, mà trong khi đó bắt dính luôn, bắt dính nhưng mà đâu có xuất hiện thêm cái vong nữa, nó đánh mình, nó lén mình. Thì lúc đó thì mình đã bị ngắt đi cho nên là
phong ấn của mình nó bị yếu đi, suy yếu đi, cho nên là lúc đó nó phá là mà mới bị vỡ phong ấn cả nhà, vỡ cái trận pháp mình á, thấy luôn còn đây không nữa, chạy luôn không đi lại đây. Thấy là quý cô chú anh chị không biết là nó trốn đâu luôn à, nó trốn đâu hay là nó đi không biết, bỏ đi không biết, hú hồn con chim gì á. Nhà nó này cái nhà nó mình cái nhà mộ nó ngồi bên đó đâu, thì quý cô chú anh chị thì mình mới đi kiếm một vòng ở bên đó không thấy nó, mình đi qua tới bên đây này, thì xuất hiện ngồi bệnh. Không, cái quỷ này nó không hề biết sợ mình luôn đó nha, chẳng lẽ mình nên sợ nó luôn. Kìa, nó ngồi ha, ngồi cười khà 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 rồi ha. Lần trước ông xảy được đó là cái bông đó là bông nào cứu ông ạ? Tôi biết rằng tôi bắt nó luôn rồi. Đồng minh của ông phải đúng không? Tại sao ta phải trả lời như giờ ông tôi đến đây thì ông phải trả lời tôi thôi, chứ ông không trả lời tôi ở đây có ai đâu mà nói chuyện với ông, có ai đâu nói chuyện với ông. Là cái bông đó là bông nào, đệ tử không đúng không, hay là huynh đệ của ông, hay là sao, Đó là thầy ta. thầy ông luôn mà, như nhờ vậy ông xảy ra được nhưng thôi là ông tôi với tôi rồi. Ông tên gì vậy, ông là quỷ gì? Tôi muốn ông nói cho tôi biết, Mà tao không muốn. bây giờ ông thích thì ông nói, không thích thì thôi, tôi cứ hỏi. Hỏi Mắt mắt này được nhiêu năm rồi tao không có rồi luôn. không trả lời, mắt được nhiêu năm rồi? Nhiều
năm. À, nhiêu năm rồi, mất được nhiêu năm rồi? Nếu không trả lời là tôi sẽ dùng phép để tôi áp chế ông đó. Tôi rất là ông muốn đấu với tôi à? Quý cô chú anh chị thì mình đánh nằm đó. Ủa biến rồi. Cả nhà ơi, coi như là mình đánh nó nằm đó và nó cũng đã biến mất rồi đó. Thật sự thì mình thấy cái vòng này, thứ nhất là đối với lại Nguyên Rơm nó không hề ngại, không hề sợ gì hết, mà khi nãy mình cũng khai thác được một cái thông tin là cái vong mà lần trước mà cứu nó đó là thầy của nó đó. Chuyến này chắc có lẽ là Nguyên Rơm gặp rắc rối rồi cả nhà, vì khi một mình cái vong này thôi thì mình cũng đã, nói chung là cũng đã khó khăn trong cái việc mà bắt nó rồi, mà bây giờ làm cái vong kia là nó nói là thầy nó nữa, thì mình cũng đã hỏi nhưng mà không trả lời mình, kiểu là nó không có nể mặt mình chút xíu nào luôn. Thì khi nãy mình cũng vừa nói chuyện với lại vong mà mình cũng vừa chuẩn bị để mình tấn công nó trước. Ok cả nhà, thì nó cũng đã biến mất rồi, thì Gồm xin phép đi một vòng nữa xem coi có gặp nó ở đâu nữa hay không. Nếu không gặp thì Gồm sẽ tiến hành và cúng kiến nha cả nhà. Mình không hiểu một điều là ở cái khu vực này, ngay cái gò này nè, trên đó thì những người mộ, cái gò này thì chỉ có những cái bông, những cái cây bông nhỏ thôi, không hiểu là lại chúng nó chú ngủ đây ta. Đó, quý cô chú anh chị, mình cũng đã thấy thường thường những cái con quỷ dữ nó phải tìm những cái cây cổ thụ, những cây cao to đó để nó trú ngụ bên trong đó. Còn cái này là chỉ là một những cái bụi nhỏ nhỏ thôi, mà là những cái bụi bông trang nè, đâu có phải như những cái thân cây lớn đâu mà nó có thể trú ngụ bên trong. Nó thấy à? Thì mình xích qua đây những cái nữa thôi, không có thì mình chắc có lẽ mình cũng tìm cái chỗ nào đó để mà mình cúng nha quý cô chú anh chị. Cái hiện đây nữa nè cả nhà, đúng là cũng lì thiệt chứ, không biết sợ là gì luôn trời. Ông giỏi lắm, ông giỏi lắm, giỏi lắm, xuống đây làm gì á? Làm trò gì á? Làm trò gì á? Làm phép gì á? Làm phép gì á? Tôi cho ông biết nha, nãy là tôi đánh ông là cảnh cáo nhẹ không đó. Ông đừng có được nước mà ông làm tớ, ông thấy tôi không đánh ông rồi ông tưởng là tôi thua ông hay vậy. Ngồi đó đi, ngồi đó đi nói chuyện. Tôi á, vô đây á, trước tiên là tôi cúng kiến cho ông, là tôi cũng muốn nói chuyện vui vẻ cho ông.
Rồi tôi giúp cho ông chứ không phải là tôi đến đây để gây hấn mà đánh nhau với ông đâu. Ta không thích vui vẻ. Ông thích vui vẻ? Rồi ông thích gì? Thích đánh lộn hay gì? Lần cuối cùng ha, lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông nè, ông đừng có tưởng là ông thắng được tôi. Đừng tưởng thắng được tôi đâu. Vậy mà biết sợ, tôi chỉ hù ông thôi. Ông ngán tôi đúng không? Tại Vì sao? tôi đánh nó ngán rồi đúng không? Tôi sẽ niệm chú nè. Tôi niệm chú, ông niệm chú, tôi không niệm chú nữa. Đó, như vậy vui vẻ không? Tôi đâu có phải là đến đây cần để đánh ông đâu. Chủ yếu tôi đến đây tôi muốn giúp đỡ cho ông nè. Đó. Không cần, tôi thua ông luôn rồi đó. Ông đúng là công nhận luôn rồi đó. Tôi thua ông luôn rồi đó. Ngang ngược và không có biết chừng mực. Chịu về chùa không? Về chùa không? Tôi không biết phải giải thích hay là nói như thế nào để cho ông có thể nghe và hiểu được. Thôi thì bây giờ gì đi, ông không chịu về chùa thì tôi sẽ đưa ông đi siêu thoát, chứ còn thôi tôi bắt ông tôi nhốt. Chứ bây giờ ông cứ lẩn quẩn ở đây là dân ở đây ta bỏ ruộng bỏ gãy chân, ông có biết không? Là không cần biết nữa được. Biến đâu rồi cả nhà, vừa vừa ly cả nhà, thì vừa cái lão quỷ này vừa ly thứ nhất, thứ hai nữa không nghe lời, thật sự là mình cũng hết cách thôi cả nhà. Thì chắc có lẽ là Nguyên Rồng cũng sẽ tìm một cái góc nào đó và Nguyên Rồng đặt cam, Nguyên Rồng cúng. Thì hôm nay chắc có lẽ Nguyên Rồng sẽ dùng cái trận pháp mới của thầy mình truyền cho mình để mình bắt giam lão quỷ này quá cả nhà. Đó thì hiện giờ mình đang phân vân một điều là có một cái con quỷ nữa, là thầy của con quỷ này nữa. Mình sợ là sợ nó xuất hiện nó phá thôi, chứ ngoài ra thì một mình cái vong này, con quỷ này thì mình thu phục rất là gọn đó nha. Ok, quý cô chú anh chị, thì bây giờ Nguyên Rồng xin phép tạm ngưng để Nguyên Rồng chuẩn bị và Nguyên Rồng cúng nha cả nhà. Ok cả nhà, thì hôm nay mình đặt góc quay như thế này, thì lấy luôn cái khung nhà màu này nè cả nhà. Hôm nay như mình chuẩn bị một cái trái cây thì để mình cúng cho cái vong quỷ này luôn á. Thật sự thì quý cô chú anh chị mình cũng đã thấy à, mình cũng không biết phải giải thích như thế nào. Vì cái vong này mình đánh nó, mình đánh nó thì nó biến mất, nằm nó biến mất đó. Nhưng mà khi mình thấy nó, mình hỏi nó thì nó không, nó bác cái lời câu hỏi mình, nó không chịu trả lời, mình cũng không biết sao đó. Thì cho nên bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ làm phép để bắt nó nha quý cô chú anh chị, chứ bây giờ không tìm hiểu không được rồi. Phải như những cái vong linh khác đó thì mình có thể là hỏi họ cái này kia rồi họ trả lời, thì mình cũng nên mà tìm hiểu. Còn này là không 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 chịu trả lời, cố tình khiêu khích mình không.
Trong khi mình đến đây là chủ yếu là mình muốn giúp đỡ cho Vong. Mà Vong ngang ngược quá thì mình cũng hết cách. Thường thường thì hay xuất hiện ở trên đó, và cái khu vực này nè cả nhà, đó khu vực này nè, trước cái cặp với bác Hương nè, thì chắc có lẽ mình sẽ làm một cái trận pháp ở cái khu vực gần gần đây nè đó, để có thể bắt giữ được nó nha quý cô chú anh chị. Thì lần trước thì mình cũng đã làm và cũng đã bắt giữ được nó rồi đó, cho nên là lần này mình cố gắng thêm lần nữa, nhưng mà cái lần này là mình dùng cái trận pháp mạnh hơn để trấn áp nó. Ok cái nhà, thì Nguyên Rồng cũng đã cúng kiến xong rồi, và Nguyên Rồng cũng đã lập một cái trận pháp xong rồi đó cái nhà. Thì chắc có lẽ Nguyên Rồng xin tạm lánh khỏi màn hình nha cái nhà. Thì khi nhưng mà mình cũng sẽ quan sát xem nếu mà khi nào mà cái vong mà nó bị dính vô trận pháp mình rồi thì mình sẽ chạy ra và mình xử lý nó luôn.
Phá luôn cậu, bạn dữ vậy. Lần này sao đây? Sao mà báo được hả? Tôi nói rồi, tôi mà lập bẫy tôi bắt ông, lần nào tôi mà bài chặn ra là cỡ nào cũng bắt được ông nha. Sao không nói? Rồi im nó đây để tôi làm phép. À, tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ tôi bắt ông, tôi sẽ nhốt ông ở đây một thời gian. Đó chứ bây giờ mà tôi nói ông có nghe lời tôi đâu, tôi hỏi ông đâu trả lời. Rồi thì ok, quý cô chú anh chị ơi, thì Nguyên Đồm cũng đã bắt giữ ông rồi đó. Thì chắc có lẽ mình sẽ làm một cái trận pháp khác để mình nhốt ông vào đó.
Chứ nếu mà nhốt tại cái chỗ này thì thật sự thì mình đang tìm một cái chỗ cả nhà để mình có thể đưa ông vào. Chắc có lẽ mình thôi bây giờ như thế này đi cả nhà, thì quý cô chú anh chị mình cũng đã thấy cái bụi cây này đi, nhưng mà mình thấy nhỏ quá cho nên mình không có định là sẽ nhốt ông ở đây. Thì cả nhà thì chắc có lẽ mình xin phép là mình tạm giữ cái vong của ông ở đây đó. Chứ bây giờ mà mình đang tìm một cái chỗ nào đó để mình nhốt ông, chắc có lẽ mình thấy cái bụi cây ở đó thì cả nhà, chắc có lẽ mình sẽ đặt cái góc quay qua đó và mình sẽ làm phép và mình nhốt ông ở đó nha cả nhà. Ok cả nhà, thì hiện giờ thì cái vong quỷ đang ở trong bàn tay của mình cả nhà, thì mình sẽ làm phép để mình đẩy nó ra và mình sẽ nhốt nó tại cái thân cây đó nha quý cô chú anh chị, ngay chỗ cái bụi cây đó đó. Cả nhà thì nó hiện ra đó quý cô chú anh chị, thì mình gồm sẽ làm một cái vùng phép phong ấn nhốt nó đây nha cả nhà. Ây da, ây thì bây giờ vậy tôi đã phong ấn ông ở khu vực này, thì ông cứ ở đây vài vài hôm nữa ha. Hả gì, vài hôm nữa đi, tôi nhốt ông ở đây vài bữa đi rồi ông hiền lành lại thì tôi mới thả ông. Đừng hăm dọa tôi nữa ha. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ nhốt ông ở đây, nhưng mà trước tiên tôi sẽ hút hết linh lực của ông mới được chứ, để ông thấy sao à, thấy trong người sao rồi, hết sức được không? Mệt mỏi thì ở đây thì quý cô chú anh chị ơi, thì mình sẽ tạm nhốt cái vong quỷ mặt đỏ này ở đây một thời gian, và mình cũng đã hút hết linh lực của nó rồi đó. Thì hiện bây giờ thì quý cô chú anh chị cũng đã hết thấy nó đó cả nhà đó, thì chắc có lẽ là lần sau khi mà Nguyên Rồng đến đây chắc có lẽ phải vài ngày nữa mình sẽ nhốt đây thời gian cho biết thế nào. Việc nói chung là mình nhây nhây mình muốn độ hóa bằng một cái tâm lương thiện đó cả nhà, mình muốn nói chuyện giao tiếp với lão để lão có thể nghe và lão hiểu, và lão có thể như mình thí dụ lão muốn về chùa thì mình cũng đưa lão về chùa luôn đó, nhưng mà lão cứ cứng đầu không chịu cho nên mình buộc vào lòng mình phải phải làm biện pháp mạnh với lão. Thì ok cả nhà, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Rơm cũng xin kết video lại quý cô chú anh chị ạ. Thì quý cô chú anh chị mình, quý quý kênh của Nguyên Rơm thì xin quý cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của Nguyên Rơm nhé. Bye bye cả nhà.